Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 21 tháng 7 năm 2022 á. Em có về mấy cái dòng điện thoại, bây giờ em sẽ vô test máy báo giá từ cái điện thoại cô bác anh chị xem. Ưng cái nào chốt liên hệ với em số điện thoại 0388792574. Em để ngay góc tay trái màn hình đó nha cả nhà. Mình bán điện thoại ở sau lưng sân vận động Tân An, mình ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Ship có ship toàn quốc nha. Nói chung đa phần mình bán hàng cho khách là ship qua bưu điện thì nhiều, tại khách của mình ở xa, còn khách nào muốn tới chỗ xe máy thì cứ liên hệ với mình, rồi mình sẽ chỉ đường cho đi cho anh dễ. Rồi bây giờ mình sẽ vô test máy. Nay em bán vốn mấy cái máy hôm nay bán hơi chậm nha cả nhà, bán lấy vốn lại nha, em nhập máy khác về. Rồi trước tiên là cây C6 C số cộng RAM 3 32GB, màn hình 6 inch nha. Chơi game Liên Quân Chi Phai được. Máy thì lúc nào khách nào thường xem kênh em thì biết nè, máy của em nhập là phải đẹp trên 80%, không chạy suốt nhiều, còn vân tay nha. Tình trạng sao là báo, khách nào thường xem kênh em là biết là tình trạng sao em báo hết. Camera. Rồi. Cái này bán 1.400.000 nha cả nhà. 1.400.000. Em bán vốn lại cho khách. Để em nhập mấy cái máy mới về cho khách luôn. Rồi, hiện tại em chỉ có động cây này thôi. Cây này hôm nay lâu lắm rồi, còn mấy cái hàng này là em mới nhập về. Em có về cây Vivo nha, Vivo V026, màn hình 6.51, Full HD, RAM 3 32GB, pin 5000 nha, 10W, máy cũng được trên 80% nha cả nhà. Đây vô thông tin điện thoại 32GB. Màn hình giọt nước nha, máy đẹp trên 80% luôn. Giá 1.600.000 nha cả nhà. Màu xanh nước biển nhẹ. Rồi, tiếp theo Samsung. Màn hình giọt nước luôn. A10S 32GB, máy đẹp trên 80% nha cả nhà, mặt trước mặt sau màu xanh đậm, tình trạng sao báo hết nha, không ám ố gì nha. Rồi giá 1.550.000, 1.550.000 nha. A10S 2 sim 1 thẻ nhớ nha cả nhà. Rồi, tiếp theo em có về cái LG. LG 32GB. Vân tay sau lưng nha. Máy cũng đẹp trên 80%, máy mới quá không chịu xuất nhiều cho nên nó hơi giả bóng rồi cả nhà. Giá 1.150.000. Tất cả mướn cho khách. Nói chung mà Thúy An bán máy quan trọng nhất cho khách là màn hình và pin nha. Em test màn hình rất là kỹ nha cả nhà. Cho nên cô bác không khỏi lo vấn đề mà bị liệt cảm ứng nha. Máy em mà không có, mình bán là Samsung chính hãng nha. Rồi cây này giá 1.100.000. 150.000. 1.150.000. LG G6. Máy màu đen. Hai camera. Rồi, tiếp theo. KC4+. RAM 2 16GB, màn hình 6 inch nha cả nhà. Chơi game Liên Quân Chi Phai được, máy mạnh nha. Một
triệu 50 ngàn nha. C4 cộng 1 triệu 50 ngàn, màn hình 6 inch. Máy được trên 80%, học online được luôn. Mi Note 5 32GB. Android nó là 9 chấm. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha, không vướng tài khoản Mi. Giá 1 triệu 300 ngàn nha cả nhà. 1 triệu 300 ngàn. Rồi, tiếp theo em có về cây Samsung, hai cây luôn nha. Hai cây Samsung, chưa sạc tay si, máy đời mới nha. Màn hình giọt nước. Để em test từ cái cho khách luôn. Hai cái máy giống nhau, màu giống nhau luôn nha. Vô cấu hình cài đặt máy A30S, giá 2 triệu 200 ngàn nha cả nhà. A30S, RAM 4 64GB, 2 triệu 200 ngàn. Máy cũng được trên 80%. Test camera cho khách luôn. Em có hai cây nha, tình trạng như nhau nha. Khách nào nhờ mua hàng em nhiều khi về không coi YouTube được là do em không có tạo tài khoản Google nha cả nhà. Là em reset á, reset máy cho nên không có tài khoản Google, khách tự tạo tài khoản Google giùm em. Còn nhiều máy em cũng không có, em cũng tạo tài khoản nhưng mà em cũng ít tạo lắm, tại không có thời gian tạo á, nhiều khi tạo về khách cũng bỏ rồi cho nên cũng ít tạo lắm. Rồi, cây này giá 2 triệu 200 ngàn. Cây này cũng vậy luôn nha cả nhà, 2 triệu 200 ngàn luôn, tình trạng cũng như nhau. Máy cũng đẹp trên 80% nè, không ám mố gì hết. Chỉnh độ sáng lên. Camera luôn. Camera trước, camera sau. RAM 4 64GB, giá 2 triệu 200 ngàn. Rồi, tiếp theo C8 32GB. Màn hình 6 chấm nha. Tình trạng máy cũng được trên 80% nè. Giá 1 triệu rưỡi nha cả nhà, 1 triệu 500 ngàn. 32GB. Khách nào mua điện thoại liên hệ với em số điện thoại 0388792574 nha. Để nghe góc tay trái màn hình. Hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em, không có tài khoản cọc cài điện thoại vẫn được. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship từ phía cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng á. Cô bác anh chị mua hàng ở đâu em không biết, mua hàng kênh Thúy An TV không mất ngàn nào hết. Cọc là em ship hàng, rồi em từ phía cọc ra, mình không lấy gì của ai hết. Rồi, cái này C6 cộng nha cả nhà, màu xanh đen. RAM 32GB luôn. Chơi game liên quân Free Fire được, học online được. Màn hình 6 inch. Giá 1 triệu 450 ngàn nha. Tình trạng máy cũng đẹp trên 80% luôn. Rồi, tiếp theo Samsung. Màu trắng. Coi chừng mưa đó. Thấy rớt hột rồi đó. A50S. Tình trạng máy đẹp trên 80%, chưa sạc tay si, máy đời mới luôn. Máy màu trắng đẹp trên 80% nha cả nhà. Tại vì em bán hàng á, là nói chung là ship hàng tới cho khách xem hàng trước lúc nhận hàng, cho nên thà em nhập máy đẹp cho khách để cho khách dễ nhận hàng hơn, chứ nhập máy xấu á, ship tới khách không nhận hàng á, rồi mất công bơm hàng em tội nghiệp lắm. Bơm hàng em á, tới 15-20 ngày mới nhận là được máy, trong khi ở đây không có hàng bán cho khách khác. Cho nên cô bác anh chị trước lúc mua hàng em á, làm ơn đừng bơm hàng em giùm em cảm ơn. Em không có muốn lấy 100 ngàn cọc của cô bác anh chị đâu. Mấy cô bác anh chị cọc cho em 100 ngàn đó là bưu điện nó cũng lấy đó. Tại vì ship đi cô bác anh chị không lấy á, là hết 50 ngàn thu hồi về cũng hết 30-40 nữa. Nói chung là 100 ngàn đó em cũng không lấy được của cô bác anh chị. Cho nên cô bác anh chị trước lúc ship muốn mua hàng em á thì suy nghĩ kỹ hơn mua hàng. Rồi em cảm ơn.
Cây này RAM 4, 64GB luôn. A50S. RAM 4, 64GB. Dạ có sao nói vậy. Rồi màn hình là 6.4 Full HD. Pin 4000 nha cả nhà. Tại nói chung em cũng là một người công nhân như của bác anh chị thôi. Rồi từ chỉ thị 16 giờ em nghỉ luôn. Tại vì á, em làm công nhân em không đủ hàng bán cho của bác anh chị, cho nên em mới nghỉ làm công nhân từ chỉ thị 16 tới giờ. Nhưng mà đó cũng là công nhân. Em là công nhân em đi lấy máy không có thời gian lấy nhiều quá bán. Rồi Android 11 chấm nha. 2.450.000 nha cả nhà. Android 11 chấm, RAM 4, 64GB, màu trắng. Rồi tiếp theo có về một cây A50 nữa, cây màu xanh nha. Android nó cũng 11 chấm luôn, chưa sạc Type-C, máy đẹp trên 80%. Nó xì quá, tích chuông âm lượng cho khách luôn. RAM 4, 64GB nha. Giá 2.350.000. A50 2.350.000. Rồi tiếp theo A7 nha. A7 em có 3 cây A7. A7 là ba cây này đều RAM 4, 64GB nha cả nhà. Màn hình AMOLED, pin 3300. Rồi em test cảm ứng cho khách luôn. Cây này cũng vậy luôn. Có tặng ốp lưng trong nha cả nhà. A7 ba camera. RAM 4, 64GB, pin 3300. Màn hình AMOLED, giá 1.900.000. Nay em không có về cái hàng, nay không có về phiên bản đặc biệt nha. Để coi nhà, nhà mai em có nhập hàng phiên bản đặc biệt không, chứ nay em không có phiên bản đặc biệt. Có 3 cây là RAM 4, 64GB thôi. Cây này cũng vậy, RAM 4, 64GB, màu xanh. Màu xanh đen cũng vậy, RAM 4, 64GB. Để giùm em chữ Z. Máy cũng được trên 80% nha. Không có ứng dụng. Rồi 1.900.000. VinMax B3 RAM 2 16GB. 850.000 cho khách luôn. Màn hình 6 inch nha. VinMax này là của ông VinMax Việt Nam mình sản xuất nha cả nhà. 850.000, màn hình 6 inch 16GB. Màn to đó nha. Redmi 7 RAM 3 32GB, máy màu đen nha. Giá 1.300.000. RAM 3 32GB 1.300.000. iPhone 7 nha. Cái này là không vướng tài khoản, máy sạch bao reset luôn. 1.850.000. Còn vân tay luôn nha cả nhà. Tình trạng sao em báo hết nha. Dòng iPhone em nhập bán khách là không bao giờ vướng tài khoản em mới nhập nha. Tại vì vướng tài khoản cái như cục gạch vậy. Rồi cái này 1.850.000. Rồi tiếp theo iPhone. Vô cài đặt chung iPhone 6 32GB. Cái này mất vân tay nha cả nhà. Rồi 1.350.000. iPhone 6 32GB. Rồi tiếp theo iPhone này
sạch không dướng tài khoản hôn nhân cả nhà. Và đặc trưng luôn. iPhone 6S 64GB, máy màu trắng bạc. Giá 1.800.000 nha. 12 rùa mắt em có mấy cây nha cả nhà. Em mới nhập về mà hết pin rồi, để nhà nay em không đem theo quay video, em quên bỏ nhà quay video rồi. Em có màu trắng, màu xanh rêu, màu xanh đen. Giá 2 triệu nha, 12 rùa mắt 512GB. Khách nào có nhu cầu xem hình đó thì cứ kết bạn Zalo, em gửi hình mấy cái máy mới nhập về cho nha. Em cũng có về cây 13 rùa mắt luôn, máy màu xanh luôn. 13 là giá 2.2 triệu nha. Tình trạng máy em nhập là lúc nào cũng đẹp hết nè, bo nè. Rồi 12 rùa mắt là giá là 2 triệu, 13 là giá là 2.2 triệu. Khách nào có nhu cầu xem hình thì gửi hình. Rồi tiếp theo iPhone 6 Plus. Mình bán là iPhone chính hãng, Samsung chính hãng không nha cả nhà. Cây này 16GB nha, còn vân tay luôn. Bán xả cho khách là giá 1.8 triệu luôn. Nói chung tại em nhập cao mới bán cao nha cả nhà. Rồi cây này 1.8 triệu nha cả nhà, còn vân tay luôn nha. Máy sạch bao reset luôn. Rồi tiếp theo em còn một cây A52, A71, em nói lộn, A71. Cây này có dán cường lực nha cả nhà. Màn hình 6.7 Full HD, pin 4500, RAM 8 128GB, máy đẹp trên 80%, em có tặng gấp lưng nha. Giá 4.400.000 nha, 4.400.000 cho khách. Cây này có dán cường lực luôn. Khách nào có nhu cầu xem hình thì em gửi hình với em gửi video cho khách luôn. Tết cảm ơn cho khách luôn. Rồi 4.400.000 nha, A71. Máy đẹp trên 80%, 90% luôn nha cả nhà. Rồi tiếp theo A6+, RAM 4 32GB. Mặt sau hơi xấu hơn mặt mặt trước nha. Em để giá 1.500.000 cho khách luôn, bằng giá C7 Pro luôn. 1.400.000 có tặng gấp lưng luôn. Máy màu đen. Rồi C7 Pro, RAM 3 32GB, chơi game liên quân chi phai được, học online được. Máy đẹp trên 80%, màn hình 5.5, giá 1.500.000. Redmi C3i 32GB, Android 10 chấm, máy màu vàng. Giá 1.550.000 nha cả nhà. Tình trạng máy là đẹp trên 80%, 1.550.000 cho khách. Rồi tiếp theo Redmi i5, Android 10 chấm, RAM 3 32GB, Redmi 5i, 1.800.000 cho khách luôn nha. Máy màu xanh nhám, 1.800.000. Tiếp theo Redmi Mi 7 32GB, Mi Note 7 nha, 32GB, 1.550.000 cho khách luôn. Tình trạng máy nè, không dướng tài khoản như thế nha, không dướng tài khoản Mi nha.
1.550.000 cho khách. Máy màu đỏ tím, còn vân tay luôn. A6 RAM 3 32GB. Tao máy nè. Gì anh? 1.300.000 nha cả nhà. RAM 3 32GB. Z700 gọi là Z7 thường nha. RAM 2 16GB, màn hình 5.5. Giá 900.000 nha cả nhà. Em có 2 cây. Rồi, tiếp theo Samsung. RAM 3 32GB A20. Chưa sạc tay C. Màu xanh. Máy cũng được trên 80% nha cả nhà. Mình vô mình coi Android nó mấy chấm nha. Android nó 11 chấm. Để chưa? Note 3 nha cả nhà. Note 3 RAM 3 32GB. Học online được. Máy màu trắng. Có cái viết nha. Note 3 là có cái viết, Note là có cái viết nha. Pin là pin con trâu nha. Rồi, bán 700 cho khách luôn. Xả máy này luôn. Máy này khách bơm nặng quá. Bán hôm nay không ra luôn, bán 700 lấy vốn rồi luôn nha cả nhà. Nhập máy khác về bán cho cô bác anh chị. Rồi, tiếp theo. A37F. RAM 2 16GB. Giá 750.000 cho khách luôn. Android 6 chấm. Ồ, em nói lộn, cái này không phải A37F. Nó là kiểu máy là 1702. RAM 3 32GB, cây này 900 nha. RAM 3 32GB 900. Còn cây A37F này cả nhà. Đây, cây này A37F nha. RAM 2 16GB. Máy cũng được trên 80%. Cây này giá 750.000 nha cả nhà. 16GB A37F. 750.000 cho khách. Màn hình 5 inch. Rồi tiếp theo Z3. Tại Zalo, Facebook, YouTube được nha. Bọn xài mấy cái dòng nó mạnh lắm. Rồi 700.000 cho khách luôn nha. Xài 2 sim 1 thẻ nhớ Z3. Màn hình 5 inch. A7 2017. RAM 3 32GB. Giá 1.400.000 nha. Chưa sạc tay xì. 1.400.000 cho khách. Mi Highlight 64GB. 1.200.000 nha. Oppo A37F màn hình AMOLED. Giá 750.000 cho khách. Máy màu vàng đồng, RAM 2 16GB. Rồi A8 32GB. 1.150.000. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý cô bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để có động lực làm nhiều clip hay cho cả nhà cùng xem và mua được nhiều dòng điện thoại bán cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình, hẹn clip sau.